Hi, xin chào các bạn, mình là Elisa. Hôm nay mình sẽ đi mua sắm, các bạn đi chung với mình nhé. Rất là nhiều váy đẹp này các bạn. Đây là bộ váy màu xanh, blue, bộ váy màu hồng, pin. Đây là bộ váy màu xanh, blue, váy màu hồng, pin. Đây là bộ váy màu tím, rất là đẹp, purple. Đây là bộ váy màu xanh, blue, bộ váy màu hồng, pin. Đây là bộ váy màu đỏ, dress. Bây giờ mình sẽ thử bộ váy màu tím này nhé. Ta-da, xin chào các bạn. Đây là gương miệng của mình nhé. Xin chào, đây là Elizabeth. Xin chào Elizabeth. Đây là xe của Elizabeth. Bây giờ mình sẽ thay bộ váy khác nhé. Váy gì bây giờ nhé các bạn? Hồng, có hình trái tim. Hay đấy các bạn. Ta-da, xin các bạn. Mình sẽ mang bộ váy này đi tiệc thôi. Mình đi đây, bye bye các bạn.